Cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ tính đến 11 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2021. Cần Thơ có số trường hợp COVID-19 như sau. Số trường hợp mắc COVID-19 là 4.816 ca, đã truy vết 14.034 F1, 9.345 F2 liên quan. Số trường hợp điều trị khỏi là 3.854 ca. Tính đến 11 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2021, Cần Thơ ghi nhận 25 ca nhiễm mới, trong đó một trường hợp phát hiện qua tầm soát tại cơ sở y tế, 14 trường hợp qua tầm soát tại cộng đồng, 8 trường hợp trong khu cách ly, hai trường hợp trong khu vực phong tỏa, đã truy vết được 12 F1 liên quan và đang tiếp tục điều tra truy vết. Các trường hợp mắc được ghi nhận cụ thể ở các quận như sau, quận Ninh Kiều 11, quận Cái Răng 6, quận Thốt Nốt 7, huyện Cờ Đỏ 1. Trong đó, số ca mắc quận Ninh Kiều gồm các phường như sau: Phường An Hòa 1, Phường Hưng Lợi 6, Phường An Khánh 1, Phường Xuân Khánh 2, Phường An Cư 1. Số ca mắc tại quận Cái Răng gồm các phường sau: Phường Tân Phú 6. Quận Thốt Nốt ghi nhận tại các phường như sau: Phường Thốt Nốt 5, Phường Trung Kiên 1, Phường Trung Nhất 1. Một trường hợp ở huyện Cờ Đỏ được ghi nhận tại xã Đông Hiệp. Các trường hợp tầm soát ngoài cộng đồng được ghi nhận cụ thể ở các nơi như sau: Quận Ninh Kiều ghi nhận 8 trường hợp gồm các phường sau. Phường Hưng Lợi 6, phường An Hòa 1, phường Xuân Khánh 1. Quận Cái Răng ghi nhận 6 trường hợp đều được phát hiện ở phường Tân Phú. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.